các miếng thịt thái ra để sát vào nhau thôi đúng không? Thịt ba chỉ, cả một miếng thịt ba chỉ đã chặt ra rồi ấy. Mềm mà, mềm lắm, nó xem rất là mềm. Đây, người ta chặt thành từng miếng như thế này rồi nha các bạn nha. Xong người ta úp vào cái bát, người ta hầm lên miếng này, chỗ này toàn thịt nạc, cái này thịt mỡ để dưới. Vịt quay, vịt quay, vịt quay, lá mọc mật, xì dầu. Quay Lạng Sơn. Cho em à, tôi cái này không có, thịt lợn quay ạ. Xin chào cả nhà nha, mình đang ở thành phố Lạng Sơn và tối nay mình đi ăn cơm tại nhà hàng Anh Thắng Đầu To, cơm xào các món. Vì là chúng mình muốn thưởng thức món những cái món đặc sản của Lạng Sơn như khâu nhục, thịt gì nhỉ? Thịt quay các kiểu, vịt quay các kiểu ấy, thì mọi người giới thiệu rằng là đây có luôn. Bây giờ mình sẽ theo vào trong này để gọi đồ. Đây có vẻ như là quán cơm bình dân. Chơi có 4 người. Xinh gái chưa? Kho nhục là món nào? Đây là thịt kho cá rồi. Đây là thịt kho thường rồi. Như có thịt quay này chả... Đây là cái gì ạ? Đây hình như món chả nướng, thịt nướng ấy. Em 4 người ạ. Chị ơi có kho nhục không ạ? Có. Cho em xuất, em muốn ăn cả kho nhục này, cả thịt nướng này, vịt 4 ạ. Vâng ạ. Em xin phép quay cái video một chút ạ. Cho luôn vào đây ạ. Cho luôn vào đây ạ. Chị ơi món này là món rau gì ý chị? Củ cay. Dạ. Củ cay. Củ cay á? À, thôi thế ạ. Cái củ cay này em ăn bao giờ chưa? Ba miếng đậu bà bán ngon lắm. Em lấy thử một củ đi. Anh Khánh mà lấy này. Có canh gì hả chị? Canh chua. Chị ơi đây là thịt xay thường hay thịt chưng mắm tép hay thịt chưng gì không chị? Thịt băm thường à? Tôm này, lạc này, thịt quay này. Những cái bát này là bát khâu nhục đây à? Khâu nhục cái khâu nhục. Thịt xào dưa. Cái món quấn quấn là vịt à? Không phải ạ. Hay là vừa gọi là gì? Thịt quấn lá mọc mật. Thịt à? Thịt quấn lá mọc mật này. Cá kho này. Ngồi lan can này. Quán cơm bình dân. Đồ ăn đã được mang lên các bạn nha. Khâu nhục cái khâu nhục ấy nhỉ? Khâu nhục. Khâu nhục. Nhục kia là quấn gì kìa? Thịt quấn lá móc mật. Móc mật, mắt mật. Có món gì không nhỉ? Hết rồi đúng không? Vịt đúng không ạ? Từ đến vịt nốt thử. Có đẹp. Giống như kiểu là món gì nhỉ? Thịt ninh à? Nó dạng dạng rồi. Đúng rồi. Cái gì anh Khánh? Bát nó nhỏ xíu như thế này anh cứ ui, to lắm. Đây là quán cơm, quán cơm bình dân nên họ làm gọi là đủ suất ăn 2 người hoặc 4 người gì đấy tùy món. Món này chỉ có dân ở đây biết thôi. À có món canh canh chua nữa mà. Canh chua. Thank you. Coca đã được mang lên. Mà lúc mà có gửi nhà hàng gì đấy, Minh Quang hay Minh gì đấy thì mà thấy mà nó không phải món nào cũng ngon. Nó làm tất cả các món nhưng không phải món nào cũng ngon. Nên ra mình nó nhiều thằng nó sò nóng mà nó vừa hấp lại nóng mình. Nóng mà tất cả đều hấp lại. Đúng chỉ ở trên mạng. Đây, người dân thì mình có thịt quay đúng không? Hay là vịt quay? Thịt quay à? Vịt. Mình tưởng lúc nãy gọi cả thịt quay. Em gọi vịt quay thôi. Nhưng mà trên bàn thấy hết sạch rồi, biết là còn. Canh chua, canh chua, canh chua. Nóng ấy. Không, không sao được ạ. Tay quên rồi ạ. Lúc em, lúc không. Vịt quay đúng không? Còn vịt nữa. Lúc chị bảo hình như cho mình cái chả lá lốt. Đây, cho cơm vịt ra đây, mình ăn sau. Rau này là gì chua nhỉ? À, rau gì em lại quên nhỉ? Củ ca lăng thống. Củ gì ạ? Nhưng mà lúc cái nói một từ đơn giản hơn là củ gì nhỉ? Củ cay. Ca la thầu, cay. Ca la thầu, ca la thẹt. Nhiều món vẽ đấy, đùa đâu. Rất là rẻ. Rẻ
Mình rất khoái. Cái chả nó lốt cả nhân giúp có hai cái thôi, họ cắt thành bốn đấy. Người ta nổi tiếng mình cái món này này. Món thịt quay thì là nó không được. Các miếng thịt thái ra để sát vào nhau thôi đúng không? Thịt ba chỉ, cả một miếng thịt ba chỉ đã chặt ra rồi ấy. Mềm mà, mềm lắm, nó xem rất là mềm. Đây, người ta chặt thành từng miếng như thế này rồi nha các bạn nha. Xong người ta úp vào cái bát, người ta hầm đây, miếng này chỗ này toàn thịt nạc, cái này thịt mỡ để dưới. Vịt quay, vịt quay, vịt quay, lá mốc mật, xì dầu. Quay Lạng Sơn. À tôi... Cái này không có thịt lợn quay à? Có thịt lợn quay qua nữa không? Có mà. Không có, con lợn quay đấy là đặc sản đấy là lợn quay cả con chứ không phải là cái... À đây là miếng thịt quay thôi. Phải là cái lợn quay kia, đây là... Đấy là miếng thịt quay. Các bạn ơi, hôm nay đi chơi thì đúng dịp sinh nhật của anh Khánh. Ở tên đầy đủ của anh là gì nhỉ anh Khánh ơi? Trần Quang Khánh, em lại quên. Chúc mừng sinh nhật nha. Đấy. Tự nhiên đi, tự nhiên đi, tự nhiên đi. Thôi mời mọi người dùng bữa. Mày bao cả quán tầng 2. Mọi người làm việc không ăn thịt mỡ mới ngon chứ sao lại ăn thịt nạc thế? Anh là người đâu thích ăn thịt nạc đâu. Gắp cả miếng to. Tả xem nào, miếng thịt vừa đưa vào mồm tan ngay trong mồm, nhưng mà khi nhai thì nó lại dính. Cái chiên này ngon nè, ngon. Em đang hết miếng thịt rồi à? Ăn nhanh đi, ăn nhanh đi nhỉ. Ôi cho vào mồm tan luôn không kịp à. Rồi cảm ơn chị. Các bạn ơi, mình thử miếng khao nhục nhá. Khao nhục Lạng Sơn. Hình như bác các bạn có không nhỉ? Các bạn hôm trước có đúng không? Như là vùng Tây Bắc đúng không? Nói chung là độ mềm nó giống như thịt hầm của mẹ mình. Nhưng mà cái vị tất nhiên nó khác là vì mẹ mình không có những cái vị của miền dân tộc trên này. Món này muốn làm được qua 7 lần chế biến, 7 câu chế biến. Lăng ba đi bộ. Đúng vị nhá. Thật, bởi vì là em ăn cái vị kia nó đặc biệt, đủ luôn. Ngon lắm. Cảm giác nó hơi đậm đặc. Ăn cơm thì vừa. Đồ này toàn đồ ăn cơm. Không phải. Việt thế nào? Nó mềm không? Hay mềm hay là gì? Như cảm giác em vẫn thích ăn mềm mềm sao ấy. Anh Khánh ăn vịt đi. Đây là miếng măng mật vịt. Anh ơi, miếng này của em, miếng gần đít. Miếng gần pháo câu. Miếng gần đít. Ăn nói lịch sự quá. Ăn nhầm pháo câu à? Đấy, đùi kìa anh Khánh, ăn đùi đi. Hai miếng đùi dính nhau ấy. Đây này. Quân thích ăn sống lưng đúng không? Đây cho Quân sống lưng này, đấy. Em ăn thịt lạc đi em. Thử các món trước à? Thực ra là ăn cái phần gần phao câu thích nhất. Nó béo béo. Suốt ngày đòi giảm cân, nhưng mà cái gì ăn cũng phải chọn những loại thịt béo béo. Nó mới phũ phàng là vậy. Càng không ngon đấy. Em thấy về đây em thấy nó tỉnh táo cuộc đời em hơn. Bước vào cái căn phòng em cũng thấy nó tỉnh táo. Em ở trên đấy chứ. Đi mua thuốc thì biết người tao chỉ thế thôi. Đến cái tăm bông ở trên kia cũng không có. Anh Khánh à, em có mang lược không? Thôi sao không tăm bông sang phòng em, gọi em mang theo mà. Quân lúc nào em phải dùng em phải mang gói đi mà. Em bảo thế thì sẵn em có lược không? May có vào có cái lược. Tóc thì không có dùng lược. Không hiểu em tóc như thế này mà không dùng lược. Điêu.
Mẹ đang trải dụng mẹ. Anh như em cần đi tìm trải. Là đấy, là khánh đồ hỏi. Hỏi? Không phải thắng mất bao. Anh nghĩ anh nên đổi nick ở trên Facebook thôi. Khánh hỏi. Khánh mở TV chả liên quan gì anh. Nói chẳng hạn anh đấy xịt thì lúc chúng nói đó nó lại bọc bóc và rất nhiều. À. Ăn hai miếng thịt, miếng thịt này, miếng thịt này, miếng vịt này là cảm giác nó no rồi. Hơi không ăn nữa, không ăn nữa. Gần đuôi này. Không. Đấy. Em ăn cái khác, em chưa ăn đấy. Em ăn cái cá. Cứ về em ăn nó xong, ăn giờ em chưa ăn. Đấy, anh đệm đệm mà giảm đệm. Đấy, chân vui. Thôi, ăn dần. Thì cái thịt lạc nhỉ? Nha, gọi thêm một vài cái rau kiểu như là không xào ấy, để cho nó đỡ ngấy. Đâu ba món rau đâu? Không có rau được. Ơ rau, rau nó không có rau. Rau là rau à? Mình chiên xong mà nó đã ăn xong rồi, bụng nó bé tí tí, chả giống bụng mình cả. À, thôi mình sẽ dừng video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn video sau. Ok. Bao tiền? 720.000. Ok, cho mình mượn nè. Quên không trừ bia và coca nên còn trừ bớt đi 65k. 65 nhé.